My name is Huyền Vy and I'm a messenger from Miss Hoa Communication English. Xin chào tất cả các bạn, mình là Huyền Vy và mình là một sứ giả của tiếng Anh giao tiếp Miss Hoa. Từ trước đến nay thì ông bà ta thường có một câu đó là sức khỏe là vàng. Thật ra thì từ trước đến giờ cô vẫn chưa cảm nhận được cái câu nói đó rõ ràng lắm đâu. Nhưng mà cho đến tận thời điểm hiện tại, tức là khi mà mình cảm giác được là già rồi, trải qua rất nhiều những cơn bệnh tật rồi thì mới cảm giác được là sức khỏe thật sự là rất quan trọng. Vậy thì mức độ quan trọng của sức khỏe là như thế nào ta? Bạn cứ hãy thử tưởng tượng nếu như bây giờ bạn rất thích du lịch, bạn rất thích chơi thể thao, nhưng một khi đã bị bệnh rồi, bị ốm rồi thì chẳng thể nào còn thực hiện những điều đó nữa. Vậy thì chắc chắn là cuộc sống của tụi mình sẽ không có gì vui vẻ cả, phải không? Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chủ đề này. Tại vì biết đâu được lỡ sau này chúng ta bị bệnh nhưng lúc đó không ở Việt Nam mà lại ở một quốc gia nào đó khác và bắt buộc phải sử dụng tiếng Anh thì sao? Hy vọng là video này sẽ hữu ích cho các bạn trong những trường hợp như vậy nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Khi nói về bệnh tật thì chúng ta sẽ có một vài từ vựng sau đây. Thứ nhất là sickness. Đây là một từ vựng quá quen thuộc đúng không nào? Sickness, bệnh tật. Hoặc người ta cũng có thể dùng một từ khác đó là illness, cũng là bệnh tật luôn. Hai từ vựng sickness và illness khá là quen thuộc. Các bạn lặp lại cho cô các từ vựng này để cho tụi mình thật là quen nhá. Đọc với cô nào, sickness. Very good, sickness. Ừ, nhớ cho cô là đừng đọc sickness, sickness ghê lắm. Bất cứ từ vựng nào của mình cũng đều có ending sounds, tức là âm đuôi. Vậy các bạn đừng bao giờ đọc như thế mà hãy đọc là sickness. Ok, rồi đọc lại giúp cô nào, sickness. Perfect, one more time, sickness. Ừ, tuyệt vời rồi. Cô hy vọng là các bạn đã không cần lo lắng gì về từ vựng này nữa. Nhưng với từ vựng tiếp theo, đây là một trong những từ vựng mà cô cảm giác là học viên của cô thường hay đọc. Không phải là sai đâu, nhưng mà nghe nó không được hay. Các bạn sẽ thấy từ vựng này một vài người sẽ đọc là illness. Illness. Nghe như vậy chưa tốt lắm. Các bạn để ý là ill. Ill là một từ vựng kết thúc bằng đuôi âm l, l. Vậy chắc chắn là tụi mình sẽ đọc là illness. Các bạn phải đưa lưỡi lên phía trên nha. Đừng là illness mà là illness. Ok. Rồi, bây giờ thử nha, nghe có vẻ phức tạp nhưng mà làm rất là đơn giản thôi. Thử nào, illness. Thêm lần nữa nào, illness. Perfect, one more time, illness. Ừ, cô muốn yên tâm hơn một xíu nữa, vậy nên là tụi mình làm một lần cuối cùng nữa nha. Illness. Yes, very good. Vậy là các bạn đã học qua được hai từ vựng mới, chính là sickness và illness. Nhưng còn từ vựng nào trong tiếng Anh là để nói về bệnh tật nữa không ta? Cô tin chắc là từ vựng này đã có rất nhiều bạn đã từng học qua rồi. Cô có chính là từ vựng disease. Đây là một trong những từ vựng mà cô rất rất là thích. Lúc trước cô có đọc một cuốn sách liên quan đến tâm lý thì cuốn sách này đã nói rất là hay, đó chính là disease. Người ta cứ thường nghĩ là đó là một cái từ vựng rất là khó nhớ, rất là khó để mà hiểu. Nhưng thực ra thì rất đơn giản thôi. Khi mà bạn tách đôi nó ra thì mình có tiền tố dis, có nghĩa là gì ta? Không đúng không nào? Còn ease có nghĩa là thoải mái, bình yên, dễ chịu. Vậy bất cứ khi nào mà cơ thể mình đang ở trong trạng thái không thoải mái, không bình yên thì lúc đó chúng mình đã mắc bệnh mất rồi. Vậy đây cũng chính là một cái giống như kiểu là một cái hồi chuông báo thức cho tụi mình là không phải lúc nào bệnh tật cũng phải là tới lúc mà đau ốm kinh khủng thì mới được gọi là bệnh đâu. Mà bất cứ sự thay đổi nhỏ nào của cơ thể làm cho bạn cảm thấy không thoải mái, không bình yên thì đó cũng chính là lúc mà bạn bị bệnh. Hay thậm chí là chúng ta cũng có rất nhiều những căn bệnh không tác động đến thể xác nhưng tác động đến tinh thần đúng không nào? Chẳng hạn như hôm nay đi ra đường thổ lộ tình cảm với một bạn nữ mà mình yêu thích, nhưng mà thật sự ra thì bạn đã chẳng thích mình, thế là bạn đã từ chối. Vậy là mình đang mắc bệnh gì? Bệnh thất tình đúng không? Còn nếu như các bạn của cô ngày xưa hay đọc các câu chuyện cổ tích, chắc chắn là các bạn cũng biết là các câu chuyện cổ tích thì thường là sẽ có một cái cô công chúa hoặc là một cái anh chàng nông dân nào đấy mắc một căn bệnh gọi là bệnh
tương tư đúng không nào? Ừ, đó đều là những căn bệnh mà nó tác động đến tinh thần của mình chứ không phải thể xác. Bởi vì lúc đó mình cũng cảm thấy không thoải mái, không dễ chịu chút nào, phải không? Vậy thì hy vọng là thông tin thú vị về từ vựng disease này đã giúp cho các bạn không bao giờ quên được nó nữa và còn cảm thấy tiếng Anh của mình rất là đẹp nữa. Vậy bây giờ chúng ta hãy đọc từ vựng này cho thật quen nha. Cô có disease. Nhớ là có âm cuối nha. Đọc lại nào. Disease. Very good. One more time. Disease. Well done. Thêm một lần nữa nha. Disease. Ừ, đúng rồi. Các bạn học viên của cô thật là tốt. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước vào từng loại bệnh thử xem trong tiếng Anh với những căn bệnh nào nha. Hãy cùng bắt đầu thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu video clip ngày hôm nay bằng với một trò chơi nho nhỏ. Hình như cô rất là thích chơi game nhỉ? Trò chơi này rất là cơ bản thôi. Các bạn sẽ làm như thế nào đây? Cô sẽ diễn tả hành động của một căn bệnh nào đó và nhiệm vụ của các bạn là đoán cho cô từ vựng này. Bạn có thể đoán bằng tiếng Việt cũng được, nhưng bằng tiếng Anh cũng được, cách nào cũng được cả, miễn sao đoán được là đã tốt rồi. Ok, chúng ta bắt đầu nha. Bệnh đầu tiên nha. Vừa rồi mà cô vừa miêu tả các bạn thấy rất là dễ, bởi vì cô đang đặt tay lên trán. Thông thường thì người ta hay đặt tay lên trán giống như các người miền Bắc hay nói là mày bị hâm à, kiểu như vậy đúng không? Vậy thì nó thể hiện là trán mình đang bị nóng lên và đó chính là dấu hiệu của căn bệnh sốt, phải không nào? Sốt trong tiếng Anh mình sẽ gọi nó là fever. Ok, đọc lại giúp cô nào. Fever. Cô đã từng gặp rất nhiều bạn học viên của mình đọc từ vựng này là fever. Các bạn lưu ý là đây là phiên âm của từ fever. Và lúc các bạn viết ra thì sẽ rõ ràng thấy được đây là âm y chứ không phải là âm e. Ok, tụi mình sẽ cùng nhau đọc nha. Fever. Very good, thêm lần nữa đi các bạn. Fever. Tuyệt vời, lại đi nha. Fever. Ok, very good. Nhưng mà cô cảm thấy là lần này các bạn đọc được chữ fever rồi đó, nhưng mà cái âm cuối các bạn chưa cong lưỡi lên. Còn nhớ trong những video lần trước cô đã có dặn là bất cứ khi nào cái chữ R của chúng ta nằm ở sau một nguyên âm thì các bạn luôn luôn cần phải cong lưỡi lên, tức là chúng ta phải đọc fever. Ok nha. Rồi, hãy thử cùng với cô nào. Fever. Cảm giác là tốt rồi nhưng mà chưa có được tự nhiên lắm. Các bạn đọc lại ha. Fever. Very good. One more time. Fever. Yeah, repeat after me. Fever. Tuyệt vời rồi. Như vậy fever trong tiếng Anh có nghĩa là sốt. Ok, chúng ta hãy cùng nhau đến với bệnh thứ hai. Trời, các bạn có đoán được đó là căn bệnh nào không ta? Cảm giác là rất là khó đoán, phải không nào? Các bạn thấy là cô đang như thế nào? Lạnh, và đây là một dấu hiệu của căn bệnh cảm lạnh. Có vẻ là cô không được rành về y học lắm, nhưng mà khi mà chúng ta cảm giác như là hơi nóng trong người này, rồi cảm giác là mình kiểu như là cứ nửa nóng nửa lạnh kiểu như vậy, xong rồi chảy mũi vân vân, thì đó là chúng ta đang bị cảm mất rồi. Vậy thì cảm trong tiếng Anh đơn giản thôi, cảm là cảm lạnh, lạnh tức là cold, phải không nào? Vậy bệnh cảm trong tiếng Anh sẽ là cold. Lớp mình đọc với cô nha. Cold. Very good. Cold. Nhớ cho cô là đừng đọc là câu ghê lắm, phải là cold. D có âm d em nhá. Rồi thử nào. Có âm d bạn nhá. Rồi thử lại nào. Cold. Good job nha. Lại lần nữa nào. Cold. Very good, thêm lần nữa đi. Cold. Well done. Rồi, vậy thì bệnh cảm này là một trong những căn bệnh mà tụi mình rất hay mắc phải dù cho thời tiết nó như thế nào đi chăng nữa. Bởi vì cảm là một bệnh về virus, vậy nên là các bạn nhớ chú ý cái từ vựng này, bởi vì chắc chắn là tụi mình sẽ sử dụng nó rất là nhiều. Ok, cold. Very good, bây giờ là bệnh thứ 3. Các bạn ơi, đó là bệnh gì?
dễ đoán quá. Cô đang ho, phải không nào? Mình ho trong tiếng Anh thì mình gọi nó là cough. Yeah, các bạn nhớ cho cô là kết thúc của nó là âm v. Âm v, một âm đẩy gió ra bên ngoài. Ok, các bạn đọc lại cho cô nha. Cough. Cough. Đúng rồi ha, tụi mình tập lại một lần nữa để cho mình phát âm thật là tốt từ này nè. Cô có cough. Cough. Đúng rồi ha, đọc lại cho cô nè. Cough. Good, one more time, cough. Cool, one last time, lần cuối cùng nữa thôi nha. Cough. Ừ, tuyệt vời rồi. Cough là bệnh ho. Thực ra thì ở Sài Gòn mình thì cô cảm giác là những căn bệnh ví dụ như là bệnh cảnh lạnh hoặc là bệnh ho thì thật sự rất là ít gặp. Nhưng ví dụ những bạn ở khu vực miền Trung hoặc là khu vực miền Bắc thì chắc chắn là đây là một trong những căn bệnh rất là phổ biến. Các bạn nhớ lưu ý lại những cái tên bệnh này nha. Bây giờ sẽ là loại bệnh thứ tư. Bệnh này là bệnh gì vậy lớp? Yeah, cô đang gãi y như một con khỉ vậy. Đó là bệnh đó là bệnh ngứa, phải không nào? Ừ, bệnh ngứa là một trong những căn bệnh mà chúng ta rất dễ mắc phải. Và ở đây thì bệnh ngứa chúng ta sẽ có một cái từ vựng dành riêng cho nó, chính là rash. Các bạn nhớ cho cô âm cuối cùng là âm sờ dài, đọc cho cô rash. Ừ, con ngửi lên nha lớp, đọc lại nào. Rash. Very good, one last time, rush. Good job. Một vài bạn thì nhìn cái biểu cảm của cô và nói là cô ơi, cái bệnh này giống như kiểu là mình đang bị nổi những cái hạt mẩn đỏ, và đó có thể là căn bệnh dị ứng. Vậy dị ứng ở trong tiếng Anh gọi là gì nhỉ? Allergy. Allergy, phải không nào? Ừ, mỗi lần nào mà cô có một đứa bạn bị dị ứng là cô rất vui. Đặc biệt là những đứa bạn nào bị dị ứng với lại hải sản. Mỗi lần nào đi chơi với nó, chị rủ nó đi ăn hải sản thôi. Cô đùa đấy thôi. Nhưng mà ý cô ở đây là căn bệnh dị ứng cũng là một trong những căn bệnh rất là khó chịu, bởi vì nó khiến cho bạn bị sưng phù mặt, rồi bị nổi hết trên khắp cả người, rất là ngứa, rất là khó chịu. Cái đó mình sẽ gọi nó là allergy. Lớp cùng đọc với cô nha. Allergy. Good job, lần nữa nào, allergy. Repeat after me, allergy. Allergy. Very good, sau như vậy là tụi mình vừa học được thêm cả hai căn bệnh trong cùng một biểu cảm của cô, đó chính là bệnh ngứa gọi là gì bạn nhỉ? Rash, phải không nào? Vậy còn căn bệnh dị ứng mà cô vừa nói xong? Allergy, very good. Rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với loại bệnh tiếp theo. Các bạn có thấy con mắt của cô trong cái biểu cảm vừa rồi nó tức là sao không nhỉ? Ờ, cô đã bị bong một cục rất bự. Chắc là do có ai đó ghen tị với sắc đẹp của cô nên mới làm như vậy. Vậy các bạn nhìn vô và thấy giúp cô này, bầm tím mà trong tiếng Anh mình gọi là gì ta? Mình có chữ bruise gọi là bầm tím. Rồi, chúng ta hãy cùng nhau đọc lại từ vựng này nha. Bruise. Bruise. Rồi, đọc lại cho cô nghe nào. Bruise. Rồi, lưu ý cho cô là từ vựng này kết thúc bằng âm z. Z. Các bạn cứ tưởng tượng giống như con ruồi ấy, lúc mà nó bay nó sẽ tạo thành âm thanh sao? Z. Đúng không nào? Đọc cho cô âm z. Ok nha, không phải là âm s mà là âm z. Rồi, bắt đầu nào. Cô có bruise. Bruise. Very good. Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại từ vựng này một lần nữa để cho thật quen và tiếp tục với loại bệnh tiếp theo nha. Rồi, one last time, bruise. Bầm tím. Bầm tím là một trong những cái gọi là bệnh rất là kỳ lạ. Đôi khi trên cơ thể của chúng ta xuất hiện một vết bầm mà chẳng hiểu nó từ đâu chui ra, đúng không? Nên là bầm cũng là một trong những cái mà các bạn nên biết để lỡ sau này chúng ta có muốn giao tiếp với người khác thì cũng dễ dàng sử dụng nó. Như vậy đối với tất cả những từ vựng vừa rồi thì tụi mình đã học được rất nhiều loại bệnh. Trước khi chúng ta đến một phần tiếp theo thì các bạn hãy cùng cô ôn tập lại các từ vựng mà tụi mình vừa học nha. Đầu tiên cô có từ vựng về bệnh sốt gọi là gì ta? Trán rất là nóng này gọi là
Fever, đúng không nào? Đọc lại giúp cô nào, fever. Good job, nhớ câu ngữ đầu cuối từ vựng cho thật tốt nha, fever. Perfect, còn từ vựng tiếp theo là nói về bệnh cảm lạnh, vậy thì gọi là cold. Lên mình đọc giúp cô nha, cold. Good, thêm lần nữa nào, cold. Very good, cold, bệnh cảm lạnh, ok. Và tụi mình còn có căn bệnh nào nữa nhỉ? Hồi nãy cô đã miêu tả căn bệnh ngứa ngáy, à gãi tùm lum tà la hết, gọi là rash, đúng không? Đọc lại giúp cô, rash. Tuyệt vời. Nhưng nếu chúng ta bị ngứa mà do cơ thể không thích ứng được với một cái chất nào đó hoặc là một món ăn nào đó thì người ta lại gọi tên nó là dị ứng. Dị ứng trong tiếng Anh thì gọi là allergy. Very good. Đọc lại lần nữa nào, allergy. Tuyệt vời. Hôm nay cô cảm thấy là các bạn của cô phát âm rất là tốt luôn đó. Ngoài ra thì tụi mình còn có bệnh nào nữa ta? Hồi nãy cô vừa mới nói một loại bệnh nữa, đó chính là bầm tím. Bầm tím gọi là bruise. Đọc nào, bruise. Các bạn nhớ nó là âm u dài. Các bạn đừng đọc là bruise, không phải là ui ui, mà là âm u dài, u. Ok, vậy nó sẽ là bruise. Lớp mình đọc nào, bruise. Good job, lại lần nữa đi, bruise. Perfect, ok, cô đã yên tâm rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tiếp đến một phần tiếp theo của bài học ngày hôm nay nha. Trong phần tiếp theo này thì cô sẽ không còn cho các bạn chơi trò chơi và đoán nữa, mà bây giờ cô sẽ không dùng những cái biểu cảm của mình để cho các bạn đoán nữa, mà trong phần này cô sẽ dùng lời nói của mình để cho các bạn đoán thử đây là bệnh gì nha. Vậy cô đố các bạn, bây giờ trên thế giới chúng ta loại bệnh gì là căn bệnh quái ác nhất mà cho đến giờ vẫn chưa có thuốc chữa? Nó tạo ra những khối u rất là kinh khủng ở trong người mình và thậm chí là chẳng có cách nào khác để mà chữa trị. Người ta nói là vẫn có phương pháp nhưng mà thật ra thì cũng không hiệu quả lắm. Các bạn nghĩ đó là bệnh gì? Đây là căn bệnh mà cô ghét nhất ở trên đời, đó chính là bệnh gì nhỉ? Ung thư. Yes, cô gọi nó trong tiếng Anh là cancer. Ok, giúp mình đọc với cô từ vựng ngay nha, cancer. Rồi, còn nhớ hồi nãy cô nói gì không nhỉ? Bất cứ khi nào mà âm R đứng gần một nguyên âm, tức là R đứng gần Y này, thì tụi mình phải làm gì? Cong lưỡi lên, đừng đọc là cancer nha. Từ vựng của cô là cancer. Ok, đọc lại nào, cancer. Brilliant, lại lần nữa nào, cancer. Come on, one more time, cancer. Very good, bệnh ung thư, ok. Yes, nhắc đến bệnh ung thư thì chắc chắn là bạn nào cũng cảm thấy rất là gai với căn bệnh này, bởi vì nó quá sức là ác đi đúng không? Nó cướp đi của mình biết bao nhiêu mạng người rồi. Nhưng mà bạn có biết được là cancer trong tiếng Anh á, nó cũng được dùng để nói về một cung hoàng đạo. Đố bạn nào biết cancer là cung gì? Những bạn nào sinh từ tháng 7 cho tới tháng từ giữa tháng 6 cho tới giữa tháng 7 nhỉ, cô nhầm á. Đó chính là cung cự giải, cung mà có con cua. Yes, cái đó gọi là cancer. Đừng hiểu nhầm khi một người nào đó đến hỏi bạn là are you a cancer, tức là bạn có phải cung cự giải không, chứ không phải người ta hỏi là ê mày có phải người ung thư không. Câu đó rất là vô duyên đúng không nào. Vậy nhớ chú ý với từ vựng cancer này nha, hãy cùng cô phát âm một lần nữa cho nhớ nào, cancer. Perfect, tuyệt vời rồi. Vậy thì chúng ta đến với bệnh tiếp theo đây. Rồi, một loại bệnh mà cô muốn nói với các bạn ở đây chính là một cái bệnh mà lúc mà mình bị bệnh thì mình sẽ phải đeo khẩu trang rất là nhiều này. Ngoài ra thì đây là một loại bệnh nó lây lan rất là nhanh thông qua đường hô hấp, nếu cô không nhầm. Vậy thì các bạn có đoán được đây là bệnh gì không nhỉ? Yes, nó là bệnh cúm các bạn ạ. Bệnh cúm trong tiếng Anh sử dụng một từ vựng rất đơn giản và dễ thương thôi, đó chính là flu. Flu, yes. Các bạn đọc từ vựng này cảm thấy rất là nhẹ nhàng đúng không nào? Nhưng mà ngược lại thì ở trong cái thực tế của mình thì flu, bệnh cúm là một bệnh không hề nhẹ nhàng chút xíu nào. Các bạn có biết tại sao mà người ta dùng một cái từ flu nhẹ như vậy để nói về một căn bệnh như vậy không? Tại vì người ta muốn làm giảm đi mức độ nặng nề của nó. Nếu như mà người ta sử dụng những âm quá nặng thì càng làm cho cái bệnh này trở nên nặng nề và nghiêm trọng hơn. Vậy nên với một cái tư duy của những con người rất là lạc quan thì người Mỹ đã dùng một cái từ vựng như rất là
nhẹ nhàng, rất là thanh thoát thôi. Để nói về một căn bệnh thật sự không mấy dễ chịu, chúng ta hãy cùng nhau đọc cái từ vựng này để qua đó hiểu được văn hóa cũng như là tư duy của người nước ngoài nhé. Tụi mình đọc thôi. Sư, bạn cứ hãy đọc nó một cách rất là nhẹ nhàng thôi. Alright, lại nào. Sư. Ừ, cô tin là từ vựng này chắc chắn là bạn nào cũng đọc được rất dễ dàng đúng không nào? Nhưng mà đọc lại lần nữa cho cô yên tâm nha. Sư. Perfect, quá tuyệt vời. Như vậy chúng ta đã vừa học thêm một bệnh nữa, đó là bệnh cứng. Bên cạnh những loại bệnh mà cô vừa kể thì vẫn còn một căn bệnh nữa mà cô muốn nhắc đến. Chắc hẳn là nhà bạn nào mà có em bé hoặc là những bạn con nít này nọ, chắc chắn là các bạn sẽ rất rõ về cái căn bệnh này, đó chính là bệnh sởi. Đây là một trong những căn bệnh mà cực kỳ phổ biến ở trong nhi đồng, tức là các bạn thiếu nhi á. Vậy thì căn bệnh này cũng tương tự giống như phát ban thôi ha, tức là nó sẽ nổi những cái chấm đỏ lên như thế này. Hôm nay cô cảm giác cô giống như là bác sĩ, tức là rất là rành rọt với các loại bệnh vừa mới tra Google xong. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đọc từ vựng sởi ở trong tiếng Anh nha. Từ vựng này chúng ta sẽ đọc như sau: measles. Nhớ cho cô nó là measles. Measles, nó là âm Z bạn nha. Tiếng Anh của từ vựng cô đã để ngay đây, các bạn có thể nhìn vào và tụi mình có thể đọc một cách rất dễ dàng. Đọc lại cùng cô nào. Measles. Good, thêm lần nữa nào. Measles. Wonderful, thêm một lần nữa nha. Measles. Tuyệt vời, các bạn rất là giỏi. Measles là một từ vựng luôn luôn có S ở cuối. Các bạn đừng nghĩ là khi mà mình phát sởi, gọi là mình lên sởi thì bị nổi một hột thôi thì gọi là measles. Nhưng nếu như nhiều hột thì gọi là measles. À, cái đó không phải. Mà cái tên căn bệnh này đã có sẵn chữ S rồi nha. Tụi mình hãy cùng nhau đọc nào. Cô có measles. Good job, thêm lần nữa. Measles. Tuyệt vời, các bạn quá giỏi. Vậy thì chúng ta đã vừa cùng nhau học được rất nhiều loại bệnh trong ngày hôm nay rồi. Nhưng mà bên cạnh đó vẫn có những loại bệnh mà rất là dễ học, bởi vì chúng nó luôn kết thúc bằng đuôi ache. Ache. Ache ở trong tiếng Anh có nghĩa là đau, cái nỗi đau của mình. Vậy thì khi mà các bạn gắn cái đuôi ache này với các bộ phận khác nhau trên cơ thể thì nó sẽ tạo ra những cái loại bệnh khác nhau. Ví dụ chẳng hạn nha, cô có bệnh bệnh gì bây giờ nhỉ? Đau răng thì gọi là gì nè? Răng là tooth, phải không nào? Vậy đau răng thì là toothache. Ok nha, đọc lại với cô nào. Toothache. Tuyệt vời, nhưng mà nhớ cho cô này, để đặt từ vựng này cho chắc, cho thật là tốt thì các bạn đầu tiên hai hàm răng của chúng ta ở đây, các bạn thè lưỡi ra bên ngoài. Để như vậy nhỉ? Để như vậy giúp cô này. Rồi, bây giờ các bạn sẽ làm gì? Bỏ tay này lên trên cổ họng của mình, đẩy hơi ra giúp cô nha. Cô sẽ đọc nó là ok không? Nếu như các bạn cảm thấy tay của mình để ngay cổ họng mà không cảm giác rung thì tức là các bạn đang đọc đúng. Ok, lại lần nữa nha. Bỏ lưỡi ra ở giữa hai hàm răng nào cô có. Ok, rồi lấy tay đặt lên cổ họng, phát âm giúp cô nha. Đúng rồi, đơn giản là đẩy hơi ra thôi, không rung thì tức là đúng nha. Vậy bây giờ từ vựng này mình sẽ đọc là toothache. Toothache, các bạn thấy cô đưa lưỡi ra ngoài không? Đừng ngần ngại gì cả, lưỡi bạn nào cũng giống như nhau thôi, chẳng ai thèm nhìn đâu. Các bạn phải quan trọng đọc cho thật chuẩn giúp cô nha. Lại lần nữa nào. Toothache. Ừ, có vẻ là hơi gặp khó khăn một chút đúng không? Các bạn cố gắng đưa lưỡi ra thật là tự nhiên, đừng nghĩ là có bất cứ ai nhìn mình, cứ bình thường thôi nha. Đọc lại nào. Toothache. Toothache. Very good. Cô sẽ rất là khuyến khích nếu như các bạn đọc từ vựng này nhưng ở phía trước mặt mình có một tấm gương. Bởi vì khi mà trước mặt các bạn có một tấm gương thì các bạn dễ dàng điều chỉnh được cái lưỡi của các bạn sao cho nó phù hợp với cái âm mà các bạn phát ra nha. Nên bây giờ bạn nào có cái gương thì hãy để ngay ra trước mặt mình và đọc thử xem nhé. Rồi, đọc theo cô nào. Toothache. Yes, em cứ đọc chậm từ từ là nó sẽ được thôi nha. Mình đang học mà, mình cứ từ từ thôi. One more time. Toothache. Yes, repeat after me. Toothache. Ừ, bây giờ có vẻ tốt hơn rồi. À, hơn nữa thì từ vựng này có một cái vấn đề nhỏ nhỏ nữa là các bạn phải nhớ giúp cô cái âm ache
ở cuối cùng nó kết thúc bằng âm k. Chứ các bạn đừng đọc là age, age, nghe ghê lắm nha. Nó phải là ache, âm k. Rồi, vậy từ này tụi mình sẽ đọc lại một lần nữa, đó là toothache. Well done, good job. Rồi, như vậy khi mà cô đã hướng dẫn cho các bạn được từ vựng đầu tiên này rồi, tất cả các từ vựng sau sẽ y chang như vậy. Vậy đố các bạn, đau đầu gọi là gì ta? Đầu là head, đau là ache. Vậy ghép lại sẽ tạo thành headache, đúng không? Rồi, đọc giúp cô nào, headache. Tuyệt vời, lại lần nữa đi, headache. Very good, headache. Perfect, tuyệt vời. Như vậy chúng ta đã vừa cùng nhau học thêm được một vài những cái từ vựng mà kết thúc bằng ngữ A. Nhưng chưa dừng lại ở đó đâu. Ví dụ cô đau lưng thì gọi là gì? Cái lưng là back, back. Vậy đau lưng thì gọi là backache. Ok, dễ mà đúng không? Đọc lại giúp cô nào, backache. Tuyệt vời, backache. Lại lần nữa đi, backache. Nhớ có âm k ở cuối nha. One last time, backache. Yes, tuyệt vời. Các bạn đã cảm giác là tụi mình dần dần quen hơn và đọc dễ dàng hơn chưa? Vậy thì thử thêm một vài cái nữa nha. Cô bị đau bao tử. Bao tử tiếng Anh gọi là gì ta? Cô có bao tử là stomach. Vậy từ vựng này các bạn sẽ kết nối với đuôi A tạo thành stomachache. Stomachache. Ok nha. Dễ mà đúng không? Thử nào. Stomachache. Đúng rồi, stomachache. Tuyệt vời, đúng rồi. Brilliant, one more time. Stomachache. Bây giờ mình đọc sao cho mình thuộc lòng cái từ vựng này luôn, không bao giờ phải thắc mắc nữa nha. Stomachache. Perfect. Cô nghĩ là cái từ vựng mà đau bao tử này sẽ được rất nhiều bạn sinh viên sử dụng, bởi vì sinh viên thì thường có thói quen ăn uống không có tốt bằng khi mà mình ở với bố mẹ, đúng không? Nên là bệnh này rất là nhiều bạn sinh viên mắc phải. Các bạn nhớ cho cô từ vựng này, để lỡ sau này mà chúng ta có cần phải giao tiếp bằng tiếng Anh thì chuyện này cũng sẽ không trở thành vấn đề khó khăn với các bạn. Ok, rồi, vậy còn cái từ vựng nào có thể kết thúc bằng đuôi A nữa hay không? Tai của mình gọi là gì các bạn? Ear, phải không nào? Vậy khi mình bị đau tai, người ta sẽ gọi là earache. Earache, đáng lẽ phải đọc là ear, ache. Nhưng nếu đọc như vậy thì dở quá, tụi mình nối luôn âm R qua bên kia. Vậy cô sẽ đọc là earache. Rồi mình đọc với cô nha, earache. Các bạn rất là xuất sắc. One more time, earache. Wonderful, earache. Rồi, bây giờ em thử đọc mà không cần cô phải đọc trước, thử xem nha. It's your turn, come on. Yeah, giỏi lắm. Như vậy chúng ta đã vừa học được rất nhiều những từ vựng rồi. Còn bây giờ, cách sử dụng những từ vựng này như thế nào đây? Chúng ta hãy cùng chờ đón trong phần tiếp theo nha.